Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của tiêu chí. Một ví dụ về tiêu chí là gì? Tiêu chí được định nghĩa là dạng số nhiều của tiêu chí, tiêu chuẩn theo đó một cái gì đó được đánh giá hoặc đánh giá. Một ví dụ về tiêu chí là các điểm sát khác nhau đánh giá tiềm năng của học sinh về trải nghiệm giáo dục thành công ở trường đại học. Không đáp ứng các tiêu chí có nghĩa là gì? Một tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá một cái gì đó hoặc để đưa ra quyết định về một cái gì đó. Thực hiện, đáp ứng một tiêu chí. Mọi người có trình độ đáp ứng tiêu chí của chúng ta sẽ được xem xét. Làm thế nào để bạn sử dụng tiêu chí? Thứ nhất, chúng ta có tiêu chí cụ thể và những hạn chế nhất định. Thứ hai, nó đáp ứng tất cả các điều chí tiêu chí của chúng ta, làm ổn định, nhà giá hợp lý, trường cao đẳng và nước, nhà nước, bệnh viện, khu vực. Thứ ba, nhưng đó là đức hạnh của việc chiến đấu với tất cả những gì mà anh ta vượt qua các tiêu chí của thời đại và trở thành một những thuyền trưởng đại học của lịch sử. Một câu tốt cho tiêu chí là gì? Chúng ta có tiêu chí cụ thể là những hạn chế nhất định. Nó đáp ứng tất cả các tiêu chí của chúng ta. Việc làm ổn định, nhà giá hợp lý, trường cao đẳng và nhà nước và bệnh viện khu vực. Nhưng đó là đức hạnh của việc chiến đấu với tất cả những gì anh ta vượt qua các tiêu chí của thời đại và trở thành một trong những thuyền trưởng vĩ đại của lịch sử. Mục đích tiêu chí là gì? Các mục đích của việc thiết lập các tiêu chí để hỗ trợ quá trình ra quyết định cấu trúc và đảm bảo rằng các quyết định được thực hiện và lựa chọn thay thế được lựa chọn hỗ trợ các kết quả và hành động mong muốn cũng như các giá trị cốt lõi. Có gì là tiêu chí cho việc ra quyết định? Các tiêu chí quyết định trong một khung cảnh kinh doanh là những biến hoặc đặc điểm quan trọng đối với các việc tổ chức thực hiện các quyết định. Họ sẽ giúp đánh giá các lựa chọn thay thế mà bạn đang chọn. Tiêu chí quyết định chính là gì? Đối với tình hình kinh doanh, tiêu chí quyết định chính là những điều quan trọng đối với tổ chức đưa ra quyết định và chúng ta sẽ sử dụng để đánh giá sự phù hợp của từng phương án được đề xuất. Ai viết tiêu chí chấp nhận? Nói chung, tiêu chí chấp nhận được bắt đầu bởi chủ hữu sản phẩm hoặc bên liên quan. Chúng được viết trước bất kỳ sự phát triển của tính năng. Vai trò của họ là cung cấp các hướng dẫn cho quan điểm kinh doanh hoặc lấy người dùng làm trung tâm. Tuy nhiên, văn bản các tiêu chí không chỉ là trách nhiệm của chủ sự cho sở hữu sản phẩm. Có gì là tiêu chí cá nhân? Có hai loại tiêu chí cá nhân cơ bản. Tiêu chí chỉ được đánh giá theo điều kiện đúng sai và tiêu chí được đánh giá theo một phạm vi giá trị. Các tiêu chí được ước tính như một phạm vi các giá trị sẽ hiển thị các giá trị này vì được sử dụng làm tiêu chí sắp xếp và tạo ra một bộ chọn phạm vi khi chúng được chọn là. Tại sao tiêu chí loại trừ quan trọng? Tiêu chí loại trừ, nếu chúng ta xác định đúng tiêu chí loại trừ và bao gồm, sẽ tăng cơ hội thử nghiệm tạo ra kết quả đáng tin cậy. Họ cũng bảo vệ những người làm ra khỏi bị tổn hại và giúp tránh việc khai thác những người sẽ bị tổn thương như những người không thể cung cấp sự đồng ý có hiểu biết. Có gì là tiêu chuẩn loại trừ? Tiêu chí loại trừ là một tập hợp các định nghĩa được xác định trước được sử dụng để xác định các đối tượng sẽ không được đưa vào hoặc những người sẽ phải rút khỏi nghiên cứu sau khi được đưa vào. Một số định nghĩa là cần thiết để thảo luận về tiêu chí loại trừ. Làm thế nào để bạn trình bày các tiêu chí bao gồm và loại trừ? Tiêu chí bao gồm là tất cả mọi thứ mà một nghiên cứu phải có thể được đưa vào đánh giá của bạn. Tiêu chí loại trừ là những yếu tố khiến một nghiên cứu không đủ điều kiện được đưa vào đánh giá của bạn. Các tiêu chí này có thể bao gồm ngày, cách nghiên cứu được thiết kế, dân số, kết quả, v.v. Những tiêu chí chấp nhận tốt không như thế nào? Tiêu chí chấp nhận tốt phải được thực hiện rõ ràng bằng ngôn ngữ đơn giản. Các khách hàng sẽ sử dụng chỉ cần như your story,
không mơ hồ như những gì kết quả mong đợi là, những gì là chấp nhận được và những gì không thể chấp nhận được. Chúng phải có kiểm tra được, dễ dàng dịch sang một hoặc nhiều trường hợp kiểm tra thủ công tự động. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.